Đây là máy bay uh, của hãng Antonov A26 An mà ba bay từ hồi ở Liên Xô và của Liên Xô về và cái này nó làm nên một cái giai đoạn lịch sử rất là hào hùng của 98 khi mà Liên Xô viện trợ cho mình. Đây là Kasa 295 của hãng Airbus Ministry với cái điều kiện khai thác của Việt Nam ấy, với cái chính sách của hãng là không quốc gia của các con thì bao giờ cũng cái đặt cái an toàn cái hàng đầu và biết đó là cái mà mà bà, rất muốn con về bay cho Việt Nam Airlines như thế. Đó là những chia sẻ của Đại tá Vũ Tiến Dũng, nguyên lữ đoàn trưởng lữ đoàn không quân 918, quân chủng phòng không không quân. Trên cương vị là một người cha đối với cô con gái của mình về những chiếc máy bay mà ông đã sử dụng trong suốt chặng đường quân ngũ được làm quen với máy bay từ nhỏ nghe những câu chuyện của cha về những chuyến bay giấc mơ được điều khiển chim sắt chinh phục bầu trời đã nhen nhóm trong lòng cô bé mai khanh từ đó dẫu biết phi công là một công việc rất vất vả nhưng sau khi tốt nghiệp khoa quan hệ công chúng của học viện báo chí và tuyên truyền mai khanh đã quyết tâm theo đuổi niềm đam mê của mình và tiếp nối truyền thống gia đình với nghề phi công Trải qua quá trình học tập và huấn luyện liên tục với cường độ cao, bằng sự nỗ lực cố gắng của bản thân, hiện nay, Mai Khanh đã trở thành phi công lái phụ bay bằng máy bay Airbus A350, đoàn bay 919 Việt Nam Airlines. Và cô cũng là một trong 29 phi công nữ trên tổng số 1.018 phi công được đào tạo khắt khe chuyên nghiệp của hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Có một điều mà tôi học được từ ba của mình là từ một phi công quân sự nữa Đấy chính là cái việc là sự cố gắng không ngừng và tính kỷ luật Miễn là mình có niềm đam mê và sự cố gắng thì mình thấy là mọi khó khăn nó đều có thể vượt qua được và Bây giờ khai bay A350 là một loại máy bay lớn nhất và hiện đại nhất của Việt Nam Airlines hiện tại Thì cảm giác lớn nhất của mình là tự hào với con và có phần khâm phục Đối với một phi công thực thụ ấy, cần phải đủ có 4 chữ K Thứ nhất là kiến thức Thứ hai là kỹ năng thứ ba là kinh nghiệm và thứ tư là kỷ luật. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines như là anh cả của ngành hàng không dân dụng Việt Nam. Được ví như đôi cánh kết nối Việt Nam với thế giới và là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực hàng không chất lượng cao. Có được kết quả đó, đoàn bay 919 tiền thân là Trung đoàn Không quân 919 chính là hạt nhân đầu tiên để hình thành và phát triển nên Việt Nam Airlines ngày nay, nói riêng, và ngành hàng không dân dụng của Việt Nam, nói chung. Đối với Vietnam Airlines, yếu tố an toàn luôn được đặt lên trước hết và trên hết. Chính vì thế, ngay từ khi mới thành lập, Vietnam Airlines đã không ngừng đầu tư hoàn thiện đồng bộ cả về con người và hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Điều đó đòi hỏi quá trình đào tạo và chuyển loại phi công luôn là nhiệm vụ được đoàn bay 919 đặt lên hàng đầu. Tôi được huấn luyện đào tạo rất là bài bản của những thế hệ phi công gần như là đầu tiên của Vietnam Airlines rất chuẩn mực, đầy bản lĩnh và kinh nghiệm. Ngày xưa chúng tôi đi học, nói vui một chút là sách nếu mà trồng lên thẳng thì có khi còn vượt quá đầu người. Sau khi mà học và uh, huấn luyện cơ bản, thì uh, về uh, mấy nước mình tham gia những cái huấn luyện uh, chuyên sâu hơn, ví dụ như là học về an toàn bay này, về uh, lý thuyết máy bay uh, chuyển loại trên loại máy bay mà mình sẽ bay là A350, thì trong cái quá trình đấy cái điều mà mình rút ra được nhiều nhất chính là tính kỷ luật và sự an toàn quy trình tuyển chọn và đào tạo của phi công nói chung là rất là khắt khe. Thứ hai là được gửi đi những đào tạo, những cơ sở đào tạo tốt nhất của trên thế giới mà ngành hàng không đặc biệt là Việt Nam Airlines đã, đầu tư. Và hãng hàng không quốc gia Việt Nam là một trong hãng đầu tiên tiên phong gửi đi đào tạo này, xong là tiếp nhận đào tạo này và đưa vào khai thác đội ngũ phi công nữ đầu tiên ở đất nước này. Từ năm chiếc máy bay đầu tiên được sơn trên thân hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng vào ngày đầu tháng 5 cách đây 65 năm. Giờ đây, những phi công của đoàn bay 919 đã làm chủ hàng chục loại máy bay thế hệ mới, tân tiến nhất trên thế giới. Năm 2003, cùng với việc chuyển đổi sang logo bông sen vàng, Việt Nam Airlines đã đưa vào khai thác dòng máy bay hiện đại nhất bấy giờ là Boeing 777. Hiện nay, phi công đoàn bay 919 đã chính thức điều khiển làm chủ các loại máy bay tân tiến nhất thế giới như Boeing 787, Airbus A350 và A321. Đoàn bay 919 luôn là đơn vị đảm nhiệm hầu hết các chuyến bay nội địa và quốc tế, có ý nghĩa lớn về mặt chính trị, hiệu quả kinh tế và đặc biệt là trong thời kỳ COVID-19. Đoàn bay 919 thì luôn là đơn vị tiên phong, nhận nhiệm vụ và cũng đã hoàn thành xuất sắc cái việc chuyển giao công nghệ, khai thác hiệu quả các dòng máy bay hiện đại nhất hiện nay của Airbus và Boeing. Bán bay 919 thì luôn chủ động cho các việc uh, thực hiện công việc tiết kiệm chi phí khai thác bằng việc áp dụng các cái sáng kiến tiết kiệm nhiên liệu mọi lúc mọi nơi. Bay 919 thì cũng luôn là đơn vị đóng vai trò nòng cốt, nền tảng trong việc xây dựng phát triển hãng không quốc gia. 65 năm là hành trình nỗ lực của cả đời người, của nhiều thế hệ, của khát vọng phụng sự đất nước và khám phá những vùng đất mới hướng đến tương lai. Đó là những giá trị tinh thần nhiệt huyết, là bản lĩnh, trí thức, tự tin và kỹ năng chuyên môn ưu tú, được tiếp nối từ truyền thống của những người lính bộ đội cụ hồ, đoàn bay 919. Vì những chuyến bay an toàn, đồng hành cùng sự phát triển vững mạnh, chinh phục niềm tin yêu của hành khách, viết tiếp những trang sử mới trong hành trình của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines.